Gần đây, nữ minh tinh gạo cội Demi Moore đã phát hành cuốn hồi ký mang tên Insidious. Tại đây, cô đã trải lòng về cuộc đời trung chuyên của bạn dạng thân, từ tuổi thơ đau yêu quý cho đến khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Trong đó, Demi còn gây bất thần khi nhắc đến quá khứ từng bị lạm dụng tình dục. Ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, minh tinh Vogue đã tiết lộ rõ hơn về ký ức đen tối này và sự thật gây sốc đằng sau đó khi trả lời phỏng vấn với nhà báo Diane Sager. Ít ai biết Demi Moore từng có quá khứ đen tối và đau yêu quý đến vậy. Diane đã tường thuật lại lời kể của Demi như sau: Demi được mẹ đưa đến các quán bar, chính vì lẽ đó mà người đại trưởng phu kia mới có cơ hội xem xét đến họ. Demi khi đó mới 15 tuổi trở về nhà một mình và gã đại trưởng phu thì đã chực chờ sẵn bên trong. Rồi chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra. Cô ấy bị cưỡng dâm và bị phản bội một cách tàn nhẫn. Chưa dừng lại ở đó, kẻ cưỡng dâm còn hỏi cô gái 15 tuổi một câu không thể tàn nhẫn hơn, cảm giác bu ra sau khi bị chính mẹ đẻ ép bán dâm với giá bước $500, 11,5 triệu đồng. Khi được hỏi liệu nữ minh tinh có cảm thấy bị mẹ đẻ bán đứng, Demi đã trả lời, thành thật thì tôi nghĩ là không. Tôi không nghĩ đó là một cuộc giao dịch thẳng thừng. Nhưng đúng là bà ấy đã cho phép tên đại trưởng phu kia vào trong và đẩy tôi vào tình cảnh nguy hiểm. Demi Moore sinh năm 1962 tại Mỹ. Gia bờ la ngờ gia y tri tư năm 1981, cô tư ngờ được coi la bi u ngờ tu y tinh ở thập niên 1983 mờ trong danh xa chờ như ngờ ngôi sao lơ nờ của Hollywood thập niên 1990. Thời trẻ, Demi từng gây sốt với vẻ cuốn hút riêng, khuôn mặt đẹp, đường nét nhỏ tuổi nhắn, hài hòa, dốc dáng cân đối. Nhan sắc từng làm mưa làm gió của Demi Moore ở thập niên 90. Nguồn: Giớt Jared.